Đã 17 ngày trôi qua mà bây giờ chỉ có thể nói thẳng với ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phải bỏ ngay trạm thu phí Cai Lậy trên quốc lộ 1 và truy cứu trách nhiệm những người liên quan. Hãy chấp nhận sửa sai chứ không thể tiếp tục đối phó dư luận và bảo vệ điều phi lý. Một chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động. Những gì diễn ra ở trạm thu phí Cai Lậy rõ ràng đang đi ngược lại thông điệp này, thưa Bộ trưởng.